Internet bằng tia dâm bất trinh a tay dài lo lâm ở vùng sơn động nó thôn nã ó xa an lạc play in đê kê lơ tê rong gà tâm ngồi mà các loài rừng ri chặt cái thời lệ khe rỗ khe nước vàng hạt rầm đơn nô hạt rầm con play gà yộc đặc cho trang ăn cơ quan thôn đê long chì vỡ rõ tro vũng tròn nó ăn đi cho nôm vạ con play bằng tâm mọi tro tâm ngồi mình pa khe rỗ mình pa khe đình khe rỗ đề đồng tấu dùng tấu no xạ ba ra dịch hecta đề rim long ti bên quan nô qua lần thế tâm mọi tè đặc đề và mật tâm mang bri cái rừng thỏi nó tro khâu tròn vâng ngay con cùng crow khâu tròn tự cơ bản cùng năm tang ba đại chương lấy tộc tự cơ bản tự no đề bồ bên cha Lạng Sơn Quảng Ninh Bắc Giang khu du lịch sinh thái khe rỗ xã tâm mang cái rừng khe rỗ xã An Lạc đây hay dùng rừng ngập thành tệ lần lem bằng rim lòng tri chặt cái thi lơ xem hủy con play tering tài nùng cao lan sán chỉ đây vay vía ra lơ tự tròn chuột chuề hồi thời bal bằng tật rong atok tâm mang ngồi lầm play bla cái thi nhong huân lôi chưa rồi mai lang bằng atok tâm mang ngồi chơi tâm mang ngồi lầm play đã mạnh dạn nghiên cứu để phát triển mô hình du lịch xanh du lịch cộng đồng. Trước kia mình chưa sự làm kỳ tìm mà à bơm tua ăn tâm mòi lấy rìm ăn nô đầy đầy mị đầy mà về làng rì cơ thường lặng in cùng thôi lẹ con play linh cơ cho chàng thôi cơ bà tan ba hạ bò lại nhót bật ấy dùa dọc cả đè lập tôm xà in bà tan bì phẹ là lòng bà gàng tệch dùa dọc lập bơ rình hà bò ngam rình hà bò lạc dền tân nằm thế đừng xa năm bà rà bò chết bà rà anh đây khô ngay cơ trình phô tổ rộ cao hà vân nhôn bơm tâm mà ngồi làm play anh bằng con play bật ấy ư bật tâm mà ngồi nọc dơ bơm bây lây vô trô vô tâm mà ngồi bật ấy anh vừa ngày bơm ạ rò bơ tâm lùng anh bơ mà bà đàm bằng con play bằng uyên nam vô cùng bà cha ư cơ lạp đòn sư khan lia bân mạng gờ bơm tâm mà ngồi bơm mà trô tâm mà ngồi rim tơ trong linh gơ tinh tin a thay đây nam bình bơ tơ ti a com chê nô này bên ao rục bơ ma sa a thay mạ lần in cung a trin bơ lụ bơ lôm nét nét minh na ra bơ ma tọa xét tru hơ tụi mẹ bạ còn a can in cung lập đòn cơ na đi đạp uyên nam a com bơm tơ ma ngồi lầm play tru hơ tụi cung kè còn hai vợ chồng gia đình cũng tập trung cao về công tác làm du lịch cộng đồng cuối cùng là cũng thành công. Bất tâm lung đây là tân áp tạp, dùa lôi bình chinh anh đi tâm mang ngồi, xa mạ đòn ta chạy đơn con play quay cả đế. Cái nạp bất tâm lung là bên uyên nam lập đòn hòa tòi bạc nhỏng. Chúng ta phát triển mô hình này cùng với anh. Cái thời điểm mà mình đi, bất in bơm tật rong vay bì cơ rừng, bất tâm lung nằm bà thò con play kè tân áp, con play bà chà khăn, in quay lâm bì,
in go mong capri đây kê lơ tê trong in pa ma mình mang con play ơ mừng a thay pa ma hơ lơ kê lê và con play put hết là lo là nhà cửa của mình là nó bên nam in tê chen nam so đê năng cơ nế tớ ngay đê pơ nam lơ tầng trong tu su trong bất nam cơ tì lập tọa xét cùng trong té tớ trong bay a ri kia bưng hai con cùng tổ in kra bay bên ao cùng ơ cơ lân tớ mòi lây vạ lân rơ rơ gó sư mạ trô ngồi nam in so sư sa ed bay cơ tùl bờ lúc linh lang rim bà năn sa duật duệ đây bưng hai khàn rim bà năn sa nô tớ nhôn ơ cơ đây lập tổ mạ đây đây khàn trô tổ tớ cơ trông lân lèm thay dù hờ ngợp hiệu chân hợp a ri hiệu khàn tớ mòi khàn thay nò sa mạ nhôn trông nhôn bay cơ tùl bờ lúc ư cơ bạc bà ma sa bên ao ư rơ gó khí hậu là trong lành, không ô nhiễm, cuộc sống không con chen. Nhưng mà ở dưới thì nó thế, nhưng mà chúng tôi thì lại bảo là trên này chúng tôi lạc hậu lắm, thấy người có khi là không biết hỏi. Quần áo thì là ăn mặc thì nó chuẩn chạc. Cái trụ nhóm huân, lời bân tộc giao dân ngân hàng xin hà rèn triệu à công phần nam ôi, mình hà mẹt tờ mạm, rinh tờ trọng bị tè vang tù gùm. Vài gian blung nhóm hà tòi, à căn, mất nam cọ bay xa đình phần năng sao chuột chuê bằng ngày tầy, ăn tờ mòi tờ mạng ngồi. In bơm nam a drol, krahoven uy nam, linh lang sapoi hamet uy nam rego, bung rong nó krahoven con play, sư bô in day to moi tro bơm kung bung, to moi tay đặc đè, sư ư kama tanap tap, lap rego, lay huay bơi, bung rong nó, nhun ming hamet nam, gương, khan, lay day to moi loi. Nhôn đầy khôn bơm chăng tờ gồm rồi ăn tờ mỏi trú. Rìm xe năm, sư trú kẻ lờ. Mật bơm tờ mang ngồi lâm play nhôn lôi tự dung hờ lực nơ rập mà bằng bèn ao. Vạ dệ bơm hiểu nhớt. Nhôn cung bơ thơ tờ bố krau hờ vân con play hờ đòi Adrin. Lâm ưng nam a thay bơm mà nơ con côn bằng đầy con mòn. Bèn ao lê bơ tơm blung cung tân nạp dùa đuôn cỡ nâu con play ở cơ rục. Đừng rong in krav hà vân, tìm nà rong ngồi hà bong hà tạ nà lê tết, con play liên rục bên ao con cùng, và ư bơm hiong hiếp. Nhôn cung bơ chinh minh khu rê hê brọ tính, gió thèn. Dịch bà ra mai o, lâm khu gió xoang, rìm kiêng, tự dung bơ tập, vang tư cung ăn tà mòi lặng. Nhôn cung bơ tập ăn khu gió thèn hà mô, rìm bay gió thèn so, dùa dạ bọc lệ bơ xứ. Giản tính hát thèn, cũng dần đầu hết toàn hát thèn hết. 12 chị em trong đội văn nghệ cũng thường xuyên hàng tuần là tổ chức tập luyện rồi đi giao lưu phục vụ khách ở một số cái điểm du lịch khác ở trong huyện, rồi là phục vụ các cái tổ chức các cái sự kiện trong xã. Những bài hát then, tiếng đàn tính thì cũng đã được chúng tôi đang tập trung thường xuyên cho luyện tập các lớp thế hệ trẻ hát những bài hát then cổ của các cụ để lại. Dạ anh tâm hỏi trụ tâm hạ ngồi lại kinh tế gỗ ạ tóc. Bất tiệt dạ, nhôn bơm đâm sao chôn bình xa nam lập mình tân ba. Mình tân ba lây tạch lập ngam xin triệu. Mạ lây bơm hòm xa tay. Nhôn tập bằng thù tâm mòi tép trô chết hợp bồ lạc trên bình măng. Sa lây trô chết hợp bồ lạc trên bình nà ra. Dạ mình măng đây đâm tâm mòi lây đây bình hình hợp bồ lạc trên. Mình khay chết mang thôi nó lấy đầy bền triệu. Bơm tâm mà ngồi, mình bọt khay và bật tên cơ bơm chun lấy đầy dùa dọc lờ lòi. Cái nà in kê bơ nê, rìm bơ ngài bơ tâm lùng lôi bơ thò. Sư bắt tơ ô, ngơ bơm tâm mà ngồi. Đừng nó, nhôn mạ bắt tờ rình cơ tì, tơ bọc quay ả ri. Ư cơ sĩ cơ nệ tê nàng. Đầy lờ bơ ngài vạ trô tâm mang lăng, băng bơ nhiên lăng, nhiên lệ nam cơ tì. Đừng nó, in gờ làng xã sưng yọc tờ mòi bằng a tọc dụa yọc. Đang ấy tế đặc tờ gồm bơm tròn, ăn nhôn nằm tờ mang và bà rằm thìm. Anh đi chàng tờ mang ngồi bạc giang, đây cái vây làng trô tờ tròn nô, vàng tờ gồm nhôn, yọc tờ mòi lờ lòi.
Đấy, thì bây giờ thì là nhà nước thì quan tâm đến là đầu tư thêm đường, rồi là cho đi tham quan học hỏi thêm, rồi là Sở Du lịch Bắc Giang thì là cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm cho một số hộ gia đình thì để chúng tôi có thể là đón được những cái đoàn khách nó đông hơn. Mỗi một tháng ấy thì mỗi hộ mình khi mình uống nam bơm tâm mang ngồi sương dọc trang quan đâm vật tâm mỏi dùa dòng quan đâm triệu mình khay tất trong ư an lo đừng in bận bơm tâm mang ngồi làm play mà dịch sanam cả nổ nọ đây tâm mỏi bắt tro tâm mang ngồi khe rỗ tro tâm mang thôn nà ó lo cả nọ lui tập lý đón ta chàng đừng còn play gia cơ vay bri lấy cơ vay ta mang ngồi gia ở đây bri lấy ư cơ cơ vay ta mang ngồi con play ta chen a thay a tập ta mang ngồi rim sa nằm chị bật âu in bo con play cùng cơ pa ma sa là tiếp tục phát triển du lịch mà ý thức của bà con cũng mấy năm gần đây chúng tôi đã thấy được là cái công tác giao tiếp của nhân dân, ý thức của nhân dân nó có thay đổi rất là nhiều. Nhân huân đó ở đây tay cái hợp bệnh hợp bằng bắt bơm chàng ăn con play linh lang vang tụ công con play ở tòa kinh tế uyên nam nhân huân đó uyên nam bơm tôm lùng bơm tâm mà ngồi uyên nam nhân hợp tay bằng chính quyền tờ đình cao hợp vân rìm uyên nam vang hợp tay bơm chàng nhân huân cùng vang tụ công con play kè lơ mạng cơ loi ở tòa tâm mà ngồi làm play bla cùng thời cơ vay về ra bằng ở tòa văn hóa ở đây tay bằng rìm cơ dạ chuột chuệ làm ở đây ở rùng đừng đây ta mang ngồi làm play con play lôi bật ở tòa kinh tế mạ cơ loi cho nước ari sư lôi tật lẹp bằng ta mang ngồi đang ấy con play thôn nà ó pa ma cơ rô bằng sa an la pa ma chân rùm lôi vang hờ đòi bơm ta mang ngồi làm play dụa do con play tòa cơ chung cộng đồng thì người dân đã có những bước phát triển về kinh tế, đặc biệt là trong cái cuộc sống của người dân đã gắn liền với du lịch. Thì hiện nay thì người dân của thôn nà ó nói riêng và xã Lạc nói chung đã tích cực tham gia vào cái hoạt động du lịch cộng đồng, cho nên là thu nhập của người đầu người của người dân đã tăng lên tương đối. Còn cái nữa là chúng tôi chưa. Mình từ trong tầng mạng nhồn thì mạng gơ bơm nó lang sạ tầm mạng ngồi, thì mạng gơ sưng dọc lơ bằng ngày là mình vớt, bơm chàng bậy dễ, nhồn bay vạn lang sạ loi vạn sưng dọc lơ tầm mòi loi, rìm sơ nằm, nhồn cô chàng mang lơ anh đi chàng a con dên dập lầm tè đạp, a com trên a tóc tâm mang ngồi lầm play pla thôn nà ó mạ cá lòi tròn nơ năm tư côm rìm uyên nam a tóc thêm phong bịch tẹp nam bịch tẹp và tư mòi uê a ri lầm rực gọt lần xạ ra gia ngớ sơn dọc lơ khu tư mòi đường đi lại rồi thì giúp cho các hộ gia đình đầu tư cho gia đình là các cái phòng lưu trú cái nhà lưu trú để cho đảm bảo cho khách nó đảm bảo hơn, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, rộng rãi hơn và đón được nhiều đoàn khách hơn. Bông kia và acom rim ani acom trên vang tụ gom ăn atok tâm mang ngồi tổ nó ở bờ hình đừng con play na ó đừng đùn cỡ nổ bản làng na ó bấy lâu nay.